Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất vụ mùa đúng khung lịch thời vụ, thời điểm này cơ cấu giống, số lượng giống đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cung ứng cho bà con để gieo cấy kịp thời khi đến thời vụ. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 2.200 ha trở lên, trong đó cây lúa là 1.350 ha lúa các loại. Là đơn vị cung ứng giống chính cho nông dân trên địa bàn huyện, trước mỗi vụ sản xuất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tổng hợp đăng ký của người dân về diện tích, chủng loại, số lượng mua giống các loại. Qua đó lựa chọn vào nhu cầu đăng ký giống của các địa phương trên địa bàn huyện trong vụ mùa 2021, Trung tâm đã tăng cường công tác liên kết trong công tác cung ứng giống cây trồng nông lâm nghiệp với các trung tâm, công ty ở các địa phương trong và ngoài tỉnh có uy tín, nhập về những loại giống có chất lượng tốt nhất để đảm bảo cung ứng đủ các loại giống theo khung lịch thời vụ cho bà con nhân dân, như các giống chủ yếu là VL20, BTR225, BC15, Thiên Ưu 8, ADI28 và một số loại giống lúa lai. Để đảm bảo các loại giống có chất lượng đến tay người nông dân và không mất công đi lại nhiều, vụ mùa 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã đặt các điểm bán lúa giống ở các xã thị trấn để cung ứng cho bà con thuận tiện hơn trong việc mua và chọn giống cho vụ mùa. Cùng với đó, trước khi chuyển giống đến người dân, Trung tâm cũng kiểm tra kỹ chất lượng giống lúa, phân công cán bộ phụ trách thực hiện theo dõi trên địa bàn các xã, phối hợp cùng với các điểm bán tham gia theo dõi, chỉ đạo sản xuất từ khâu giao giống và hướng dẫn quy trình chăm sóc tới bà con nông dân. Mấy năm nay là tôi đa số là xuống mua ở Trung tâm khuyến nông và thấy chất lượng lúa ở đây là rất tốt, tỷ lệ nảy mầm rất cao. Và xuống đây cũng được các anh chị ở trong trung tâm là tuyên truyền cho kỹ thuật gieo trồng và cách làm mạ. Cái thứ hai nữa là đó là tôi thấy là giống ở đây tốt hơn là so với mua ở các điểm bán lẻ tẻ ở ngoài. Xuống đây là còn được cán bộ trung tâm là lưu lại cái thông tin để sau có cái vấn đề người ta liên hệ. Với sự chủ động ngay từ đầu, đến thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã sẵn sàng đảm bảo cung ứng đủ các loại giống theo cơ cấu mùa vụ với chất lượng tốt nhất, đảm bảo giống phục vụ cho bà con tại 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện, kịp thời gieo cấy theo khung lịch thời vụ. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ giống lúa phục vụ gieo cấy lúa mùa, hiện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đang tích cực phối hợp với các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện đúng cơ cấu giống, mùa vụ, nhu cầu sản xuất của bà con nông dân theo định hướng cơ cấu của huyện, khuyến cáo hộ nông dân lựa chọn giống lúa. Với việc đảm bảo về số lượng và chất lượng giống của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, những năm gần đây không chỉ nâng cao năng suất sản lượng theo kế hoạch mà còn giúp bà con nông dân tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác và luôn là địa chỉ tin cậy của người nông dân.